gái chia sẻ cách giúp mèo được lên xe khách vô cùng đáng yêu. Đưa mèo đi xe khách đường xa có lẽ là nỗi băn khoăn cũng như trăn trở của rất nhiều người. Tuy nhiên câu chuyện đó đã chẳng là gì đối với cô Sen này khi cô có một nhà xe ruột không những cho bé mèo nhà cô lên xe mà đôi khi còn hỏi bé đâu khi không thấy vị khách đặc biệt này. Cho lên xe, ngắm cảnh, máy lạnh mát mẻ thì là ẻm im re, không kêu la gây rối gì hết trơn. Trước khi xuất phát thì cô bỏ bé trong ba lô chuyên dụng, hỏi trước tất cả các hành khách trên xe xem ai có dị ứng hay có vấn đề gì liên quan đến mèo không thì mới dám thả ẻm ra ngoài. Tuy được có 20 phút thôi nhưng mà trông nó vui vẻ hứng thú lắm, kiểu chiêu chiêu với cuộc sống. Tuy nhiên nhà xe có thể từ chối cho khách hàng đem động vật lên nếu cảm thấy nó có ảnh hưởng đến hành khách khác. Vậy nên mấy con sen khác có ý định muốn chiêu cùng hoàng thượng thì cũng nhớ hỏi kỹ nhà xe trước, chuẩn bị vệ sinh cho các bé đầy đủ và đặc biệt là đi quãng đường ngắn thôi nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lưu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.